Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu suy giảm khoảng hơn 11 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,60%. Thời điểm này đang giao dịch ở mức 1.845,97 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.844,94 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.857,21 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu tăng sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua, hiện tại tăng với tỷ lệ là 0,26%, giao dịch ở mức 104,074 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,79%, giao dịch ở mức 20.544 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu đi lên với tỷ lệ tăng là 2,06%, giao dịch ở mức 3,265% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,09%, hiện tại giao dịch ở mức 116,940 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù thời điểm này giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu đi xuống, tuy nhiên thì vẫn ghi nhận đà đi lên so với thời điểm ngày hôm qua trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bị bán tháo, các ngân hàng trung ương đối mặt với áp lực lạm phát leo thang. Đầu phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.852 đô la Mỹ trên một ounce, tăng thêm 18 đô la Mỹ trên ounce sau khi đã tăng 24 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên giao dịch hôm qua. Theo nhà phân tích của Kitco.com, trang thông tin về thị trường vàng tại Mỹ, ông Jim Quick Up nhận định, giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bị bán tháo, có lợi cho những người đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại. Mặt khác thì nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng từ giới đầu tư tăng lên khi mà thị trường lo lắng tăng trưởng kinh tế chậm lại, khi nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kéo giảm lạm phát. Đơn cử sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và sẽ tiếp tục tăng thêm trong vài tháng tới. Theo nhà phân tích tại Tattersall Global, Advisor, một tổ chức về dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ, ông Gregor Milling Stanley nói rằng ông không ngạc nhiên khi mà giá vàng tăng sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Nếu Fed không tăng lãi suất đủ nhanh thì lạm phát sẽ tiếp tục tăng, và khi mà lãi suất tăng quá nhanh, kinh tế Mỹ có thể suy thoái, tác động tích cực đến giá vàng, ông Gregor Milling Stanley nhận định. Ở một diễn biến khác là lãi suất trái phiếu Mỹ từ 3,4% xuống còn 3,3% trên một năm, từ đó mà giới đầu tư thôi thu gom đồng đô la Mỹ để mua trái phiếu, khiến sức mạnh của đồng tiền này sụt giảm thêm, có lợi cho giá vàng hôm nay. Giao dịch trên thị trường cho thấy trong đêm qua, giá vàng thế giới có lúc giao dịch ở mức 1.820 đô la Mỹ trên một ounce. Thế nhưng khi mà USD giảm giá trên diện rộng, sức mua vàng đột ngột tăng lên. Giá vàng hôm nay tăng một mạch 40 đô la Mỹ trên một ounce, chạm mức 1.860 đô la Mỹ trên ounce trong phiên giao dịch đêm qua. Và rồi sau đó quay đầu hạ nhiệt, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.845 đô la Mỹ trên một ounce. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 67,95 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 68,75 triệu đồng trên lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua và giá bán vẫn đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 67,85 cho đến 68,65 triệu đồng trên lượng, so với phiên cuối ngày hôm qua thì Doji tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra tại Doji vẫn đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều điều chỉnh tăng quý vị và các bạn nhé. Hiện tại đang được niêm yết như sau.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.795.000, bán ra 6.875.000, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.795.000, bán ra 6.877.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.790.000, bán ra 6.870.000, cùng tăng 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.780.000, bán ra 6.870.000, tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, tăng 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra đối với PNG Hồ Chí Minh, tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra đối với PNG Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 6.795.000, bán ra 6.875.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.798.000, bán ra 6.874.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 26.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.820.000, bán ra 6.860.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, 40.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.775.000, bán ra 6.855.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.810.000, bán ra 6.930.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào, tăng 80.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.790.000, bán ra 6.870.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.780.000, bán ra 6.862.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này tiếp tục tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 820.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.795.000, bán ra 6.877.000. SJC Huế mua vào 6.792.000, bán ra 6.878.000. SJC Bình Phước mua vào 6.793.000, bán ra 6.877.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.795.000, bán ra 6.875.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.797.000, bán ra 6.880.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.795.000, bán ra 6.877.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.793.000, bán ra 6.877.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại tiếp tục điều chỉnh tăng trong khoảng từ 63 cho đến 150.000 đồng trên mỗi lượng, hay là tăng trong khoảng 6.300 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.400.000, bán ra 5.495.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.385.000, bán ra 5.455.000. Cả hai loại vàng này đều tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.271.000, bán ra 5.401.000, tăng 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.906.700.000, bán ra 4.106.700.000. Vàng 14K mua vào 2.995.600.000, bán ra 3.195.600.000. Vàng 10K mua vào 2.090.000, bán ra 2.290.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.